Thưa quý vị, vừa qua ngày 16 tháng 6, Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh với số vốn hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ và dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô với hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, nghị quyết của Quốc hội đã quy định rõ một số cơ chế và chính sách đặc biệt được áp dụng cho việc triển khai và thực hiện hai dự án đường vành đai này. Để khai thác quỹ đất ven hệ thống đường vành đai hiệu quả, một số chuyên gia, chủ đầu tư và nhà tư vấn luật đã cho biết quan điểm về vấn đề này. Ông Angus Liu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Gamuda Land Việt Nam cho biết, chính phủ cần có cơ chế đặc thù để khai thác nguồn lực bất động sản ven các tuyến đường này. Điều này được cụ thể hóa qua cơ chế tạo lập quỹ đất sạch, quy hoạch rõ ràng, minh bạch. Nhìn chung, có một vài nguyên tắc giúp đảm bảo chủ trương trên được triển khai thành công, đó là cần có một tầm nhìn quy hoạch dài hạn, cam kết mạnh mẽ cho các khoản đầu tư hạ tầng, mạng lưới giao thông công cộng và chính sách ưu đãi tốt như giá đất, giá thuế, nhằm thu hút những nhà đầu tư dịch vụ khác. Song song với đó là các chính sách kích cầu kinh tế, nâng cao dân trí và tay nghề của người lao động, ưu tiên cho việc thiết lập các nhà máy sản xuất và trung tâm kinh tế tài chính tại các vùng vệ tinh để tạo nên các dự án bền vững. Cuối cùng là cần phải bảo tồn các vành đai xanh xen kẽ những đường vành đai này và xem đó là tiền đề cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, ông Trương An Dương, Giám đốc điều hành khối bất động sản nhà ở Fraser Property Việt Nam cho biết, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án bất động sản dọc hai đường vành đai trên, cần một quy trình đấu giá đất minh bạch với các chính sách rõ ràng. Điều này giúp thị trường tận dụng được cả nguồn vốn và năng lực phát triển của các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, hạ tầng và nhà ở xã hội sẽ được chú trọng phát triển hàng đầu và cũng cần có chính sách rõ ràng hơn để các chủ đầu tư nước ngoài tham gia. Các nhà phát triển cần làm việc với chính quyền một cách sát sao ngay từ đầu để có được tiếng nói chung trong định hướng phát triển và quy hoạch tổng thể nhằm nâng cao giá trị của toàn vùng và tạo ra sự phát triển bền vững. Bà Thanh Trần, chuyên viên tư vấn luật công ty DFDL bày tỏ, các dự án đường vành đai trên sẽ là tiền đề để mở rộng không gian phát triển cho các khu đô thị mới, khu công nghiệp và dịch vụ logistics dọc hai bên. Để tạo thuận lợi cho đầu tư khai thác các khu đất này, Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý quản lý phát triển bất động sản, tiếp tục loại bỏ các rào cản để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư tiềm năng. Việc phát triển hiệu quả quỹ đất ven đường vành đai phụ thuộc vào cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các địa phương liên quan trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch đầu tư và quy hoạch khu đất.